Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Tin Mới. Hãy theo dõi những bản tin mới nhất, nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua về tình hình an ninh trật tự xã hội trong nước và quốc tế. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Lời kể của nhân chứng vụ sạt lở ở Trà Bồng. Trong cả ngày 11 tháng 10, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cùng các ban ngành, cơ quan quân sự, công ty cổ phần thủy điện Trà Bồng tập trung nhân lực nỗ lực tìm kiếm người mất tích. Các đơn vị tập trung khơi thông lượng đất đá sạt lở ở tỉnh lộ 622 để thông đường vào các xã bị cô lập. Đại diện công ty khẳng định chỉ có một kỹ sư mất tích có mặt tại hiện trường vụ sạt lở suốt từ đêm qua đến nay. Ông Đặng Vị Thuyên, giám đốc nhà máy thủy điện Cà Tinh 1, Cà Tinh 2 kể lại, thông thường một ekip trực có một bảo vệ và hai kỹ sư. Tuy nhiên, do những ngày qua mưa lớn nên hai nhân viên đi kiểm tra khu vực lân cận. Trong nhà máy chỉ có một kỹ sư Nguyễn Văn Nam đến 17 giờ 30 phút chiều ngày 10 tháng 10. Bất ngờ đất đá từ trên núi đổ xuống quá nhanh nên vùi luôn nhà điều hành của nhà máy thủy điện. Hai người đang đi kiểm tra, nghe tiếng lở núi, quay lại nhưng không thể nào tiếp cận được vị trí người còn lại trong nhà máy nên đã báo cáo ban giám đốc. Ông Đặng Vĩnh Thiên, giám đốc nhà máy thủy điện Cà Tinh cho biết, chiều tối ngày 10 tháng 10 xảy ra hai lần sạt lở lớn. Nghe âm thanh rất lớn, rất rõ ràng như tiếng đứt gãy của đá. Nghe rắc rắc ao một lần, sau đó hai tiếng là hai lần sạt lở. Ban giám đốc nhà máy thủy điện Cà Tinh khẳng định, thời điểm xảy ra sạt lở, trong nhà máy chỉ còn một kỹ sư Nguyễn Văn Nam đang trực trong đó. Đơn vị cố gắng liên lạc bằng nhiều cách nhưng đều không được và đã báo cơ quan chức năng. Từ sáng sớm hôm nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trà Bồng huy động lực lượng đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đào bới đất đá, cố gắng tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, sáng nay tại khu vực sạt lở, trời tiếp tục mưa to, công tác tìm kiếm khắc phục gặp nhiều khó khăn. Khu vực sạt lở núi cũ vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt nên cơ quan chức năng vừa làm vừa đánh giá tình hình. Đại tá Nguyễn Ra, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường cho biết, hiện nay các lực lượng tập trung để tiếp cận khu vực hiện trường nghi ngờ có thợ điện đang ở khu vực đó. Thứ hai, xử lý từng bước chứ không tập trung, đặc biệt phải đảm bảo an toàn, luôn luôn quan sát, phát hiện khu vực trên khu vực sườn núi. Nếu có dấu hiệu sạt lở tiếp theo phải có báo động kịp thời để bảo đảm cho các lực lượng tham gia tìm kiếm người mất tích. Cả ngày hôm nay, nhiều máy ủi, máy múc cùng hàng chục cán bộ kỹ sư, bộ đội được huy động để giải phóng điểm sạt lở, hỗ trợ tìm kiếm kỹ sư điện Nguyễn Văn Nam, nghi đang mất tích ở trong nhà máy bị vùi lấp. Chiều nay, trời bớt mưa, hửng nắng nên việc tìm kiếm thuận lợi hơn. Trước đó, như đã đưa tin, chiều tối qua ngày 10 tháng 10, tại khu vực cầu Cà Tinh trên tỉnh lộ 622B thuộc xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, xảy ra sạt lở núi gây ách tắc giao thông, làm sụp nhà máy thủy điện Cà Tinh 1, một kỹ sư điện trực tổ máy bị mất liên lạc. Ủy ban nhân dân huyện Trà Bồng đã giăng dây cấm phương tiện qua lại khu vực sạt lở, đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ khắc phục sự cố. Miền Trung khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, tìm người mất tích. Các tỉnh thành miền Trung đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lớn, tìm người mất tích. Mưa to trong 2 ngày qua tại các tỉnh miền Trung gây ngập lụt cục bộ tại một số khu vực thấp trũng. Dọc bờ biển, chiều cường dâng cao xâm thực tiếp tục gây sạt lở nhiều đoạn. Sự cố sạt lở núi làm sụp nhà máy thủy điện Cà Tinh 1 ở huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi là một kỹ sư còn mất tích. Chiều ngày 11 tháng 10, chỉ còn mưa một số nơi khu vực miền núi các tỉnh Nam Trung Bộ, nước trên các sông đang xuống, các địa phương miền Trung đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lớn, tìm kiếm người mất tích. Sau bão số 4 vừa qua, sóng lớn làm hơn 2 km bờ biển tại thôn A Dương 1, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế bị sạt lở, xâm thực sâu vào đất liền hàng chục mét, đe dọa an toàn khu dân cư. Ngày 11 tháng 10, huyện Phú Vang huy động 150 người gồm lực lượng bộ đội biên phòng, dân quân địa phương và người dân địa phương tập trung gia cố đê bao tạm thời chống sạt lở. Mọi người dùng bao tải chứa cát đắp thành bờ đê dài để ngăn chiều cường xâm thực. Thiếu tá Lê Văn Hải, Hải đội trưởng Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đội biên phòng cửa khẩu Cảng Thuận An cũng như Hải đội 2 huy động 50 lượt cán bộ chiến sĩ cùng vật chất trang thiết bị phối hợp với chính quyền, bà con nhân dân cùng với các lực lượng gia cố đất đê, kè chống sói lở, xâm thực bờ biển của thôn An Dương 1, xã Phú Thuận. Đến chiều nay tại tỉnh Quảng Nam, mưa đã ngớt, nước trên các sông đang xuống, nhưng một số nơi vùng thấp trũng vẫn còn ngập nước.
quốc lộ 1A đoạn qua các xã Tam Đản, Tam An, huyện Phú Ninh đến các xã Bình An, Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam bị ngập trong buổi sáng, nước đã rút, phương tiện qua lại bình thường. Mưa lũ làm một người tử vong, hai người đang mất tích. Các địa phương ở tỉnh này huy động lực lượng tiếp tục tìm kiếm người mất tích, đồng thời tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ. Ông Hồ Ngọc Mẫn, Phó Chủ tịch huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết, một số xã như Đại Cường, Đại Lãnh, Đại An, nước vẫn ngập sâu, nhiều diện tích hoa màu của bà con bị hư hại, đồng ruộng bị xói lở, bồi lấp. Hiện nước rút đến đâu, các địa phương tổ chức lực lượng giúp dân dọn dẹp khắc phục hậu quả đến đó. Sau bão số 4, cây trồng sản xuất bị thiệt hại, huyện đang chỉ đạo phải tổ chức lại để cho người dân ổn định sản xuất. Những vùng ngập, huyện đang tập trung chỉ đạo hỗ trợ lương thực thực phẩm. Ông Hồ Ngọc Mẫn cho biết, sự cố sạt lở đất vào chiều tối ngày 10 tháng 10 tại khu vực cầu Cà Tinh trên tỉnh lộ 622B thuộc xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi làm sụp nhà máy thủy điện Cà Tinh 1. Đến chiều nay, một kỹ sư điện trực tổ máy vẫn còn mất tích. Cả ngày hôm nay, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cùng các ban ngành, cơ quan quân sự, công ty cổ phần thủy điện Trà Bồng tập trung nhân lực, nỗ lực tìm kiếm người mất tích. Sáng sớm ngày 11 tháng 10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Ban Chỉ huy Quân sự Trà Bồng huy động lực lượng đến hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đào bới đất đá tìm kiếm nạn nhân mất tích. Đại tá Nguyễn Ra, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường cho biết các lực lượng tập trung tiếp cận khu vực hiện trường, lực lượng xử lý từng bước chứ không tập trung, đặc biệt phải đảm bảo an toàn, luôn luôn quan sát, phát hiện trên khu vực sườn núi, nếu có dấu hiệu sạt lở tiếp thì phải báo động kịp thời. Giao thông qua Quảng Ngãi tắc nghẽn, đường xá hư hỏng, hàng nghìn dân bị cô lập. Mưa lũ kéo dài khiến cho nhiều tuyến đường tại tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nặng, gây ách tắc giao thông, chia cắt, cô lập hàng nghìn người dân. Nhiều tuyến giao thông huyết mạch tan hoang sau mưa lũ. Ghi nhận của phóng viên, đến chiều tối ngày 11 tháng 10, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ qua địa bàn các huyện, thị, đồng bằng bị ngập, gây chia cắt giao thông và hư hỏng hạ tầng liên quan. Trên tuyến quốc lộ 24 nối Quảng Ngãi với tỉnh Kon Tum, mưa lớn dẫn đến xói lở rãnh thoát nước dọc, nhiều vị trí đất đá tràn ra mặt đường, nhiều biển báo trên tuyến bị hư hỏng. Tương tự, trên quốc lộ 24B Sa Kỳ – Ba Tơ cũng xuất hiện hàng loạt hư hỏng và sạt lở đất đá gây tắc nghẽn cục bộ. Tại km 14+700 và km 35+000 ngập nước mặt đường diện rộng, gây tắc đường, xói lở rãnh thoát nước dọc, nhiều vị trí sạt lở ta luy dương, đất đá tràn ra mặt đường. Cầu Bà Liên tại km 90+220 bị xói lở nón cầu và hạ lưu cống D100. Đối với quốc lộ 24C, hàng loạt vị trí sạt lở ta luy dương gây ách tắc cục bộ, khối lượng đất đá tràn ra mặt đường khoảng 4.500 m3. Trong khi đó, đối với các tuyến đường tỉnh, mưa lũ cũng gây thiệt hại nặng nề, nhiều tuyến đường hư hỏng. Trên tuyến DT623, nước lũ dâng cao ngập cầu sông Rin, km 0+253, khiến tuyến giao thông huyết mạch ách tắc hoàn toàn nhiều giờ liền. Dọc tuyến xuất hiện nhiều vị trí sạt lở ta luy dương, đất đá tràn ra mặt đường, lấp rãnh thoát nước dọc tại km 20+600, km 29+300, km 30+370, km 30+700, km 32+100, km 39+500 với khối lượng đất đá khoảng 3.300 m3. Nhiều biển báo giao thông bị hư hỏng phải thay mới. Tuyến DT602B nối thành phố Quảng Ngãi với các huyện miền núi cũng bị tắc nghẽn khi nước ngập cầu tràn Thạch Nham. Tương tự, tuyến DT624 cũng xảy ra nhiều vị trí sạt lở ta luy dương, đất đá tràn ra mặt đường, lấp rãnh thoát nước dọc. Theo Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi, hiện nay có 5 tuyến đường tỉnh lên các huyện miền núi bị sạt lở nặng, gây ách tắc giao thông. Nhiều tuyến đường liên thôn liên xã ở miền núi cũng bị đất đá sạt lở tràn xuống đường, khiến phương tiện không thể lưu thông qua lại. Phương tiện, nhân lực đang được ngành giao thông tỉnh Quảng Ngãi huy động tối đa để giải phóng khối lượng đất đá sạt lở. Đội phó đội thanh tra số 3, thanh tra Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi Huỳnh Hà cho biết, ngành giao thông đang lập các điểm chốt chặn không cho người và phương tiện qua lại, đồng thời triển khai các biện pháp thông tuyến ở các vị trí sạt lở. Những điểm nguy cơ sạt lở, đơn vị đã có rào chắn để ngăn chặn những phương tiện qua lại nhằm tránh những trường hợp tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Sạt núi bịt đường, cô lập hàng nghìn người dân miền núi.
Trong khi đó, tại huyện miền núi Trà Bồng, mưa lũ đã gây ra những thiệt hại rất nặng nề, trong đó đáng chú ý là vụ sạt lở núi tại thủy điện Cà Tinh vào đêm ngày 10 tháng 10. Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi, mưa lũ những ngày qua đã làm tuyến tỉnh lộ 622B bị sói lở ta luy âm, hư hỏng mái ta luy bê tông xi măng khoảng 400m tại km 3+200. Dọc tuyến có 4 vị trí sạt lở ta luy dương khoảng 1.500m khối tại vị trí km 50+500 và km 50+470. Sói lở sẽ thoát nước dọc khoảng 1.200m, nhiều vị trí đất đá tràn ra mặt đường, lấp dậy thoát nước dọc khoảng 450m khối. Mưa lũ cũng gây sói lở hạ lưu chân khay mố cầu sàn tại km 31+076, mố cầu nước xoang 1 tại km 44+568, mố cầu suối doanh 1 tại km 51+079 và mố cầu vá lứt tại km 63+887. Hư hỏng hệ thống biển báo hiệu các loại, cây ngã đổ ra đường làm tắc nghẽn giao thông. Riêng vụ sạt lở núi tại thủy điện Cà Tinh, ngoài gây thiệt hại về vật chất đối với chủ đầu tư dự án thủy điện làm mất tích một công nhân, thì vụ sạt lở này còn gây thiệt hại nặng nề về hệ thống giao thông. Cụ thể, tại km 37+550, km 37+630 cầu Cà Tinh, sạt lở ta luy dương khối lượng lớn khoảng 19.000 mét khối, sói lở mố cầu, đường đầu cầu, hư hỏng hệ thống an toàn giao thông như tường hộ lan, biển báo. Giao thông qua đây bị tắc nghẽn hoàn toàn. Tương tự, tình trạng sạt lở núi gây cô lập hoạt động giao thông đi lại, cứu nạn cứu hộ tại huyện Trà Bồng. Cụ thể, mưa lớn đã khiến nhiều đoạn điểm trên tuyến tỉnh lộ 626 xuất hiện nhiều vị trí sạt lở ta luy dương, đất đá tràn ra mặt đường, lấp rãnh thoát nước dọc khoảng 10.000 mét khối tại km 8+800, km 11+390, km 11+500 gây tắc đường hoàn toàn. Ngoài ra, mưa lũ cũng dẫn đến sói lở rãnh thoát nước dọc khoảng 470m, nứt dọc mặt đường bên trái tuyến dài 50m, bề rộng vết nứt 20cm, trên cao mặt đường 20cm tại km 11+250 và có nguy cơ đứt đường tạo thành hố tử thần dọc theo tuyến giao thông trục ngang ở các huyện miền núi Quảng Nam. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bà Bồng, vụ sạt lở thủy điện Cà Tinh gây ách tắc trên tỉnh lộ 622B, cô lập 6 xã huyện vùng cao này với bên ngoài. Hiện tại, phương án cứu nạn cứu hộ đối với 6 xã trên chủ yếu tập trung phương án 4 tại chỗ. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi Nguyễn Phong cho biết, trước tình trạng mưa lũ dẫn đến tắc nghẽn giao thông, hạ tầng hư hỏng, ngành đã huy động trang thiết bị cơ giới đến từng tuyến khắc phục, sửa chữa. Nhiệm vụ là vừa khắc phục đảm bảo giao thông thông suốt nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công. Ngành đang tổng rà soát điểm nào sạt lở, tắc đường nghiêm trọng sẽ đưa phương tiện cơ giới đến khắc phục trước nhằm đảm bảo thông xe một vệt để phục vụ nhu cầu đi lại. Công tác cứu nạn cứu hộ trong những ngày tới, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra đối với hệ thống giao thông sẽ được triển khai khẩn trương hơn, ông Phong cho hay. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của kênh Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!